bạn có một ngày mới vui vẻ nha. Đó, các bạn thấy trên tay mình đang cầm gì không? Thì bữa mình đã từng chế con diều sáo các bạn, và con diều truyền thống, và mình đã gắn camera, mình đổ camera để cho nó bay lên trời, nó quay phim cho bạn xem. Nhưng mà mình nỗ lực hai lần đã thất bại nha các bạn. Nhưng mà không vì lẽ đó mình bỏ cuộc, tại vì có một câu nói người xưa để lại như thế này nè các bạn. Thì thường thường mình thất bại chỗ nào mình phải đứng lên chỗ đấy. Đúng. Chính vì lẽ đó ngày hôm nay mình sẽ quyết định thực hiện clip này cho bằng được, cho các bạn xem nha. Như thế là quá chuẩn rồi. Đó, thì ngày hôm nay là mình sẽ không làm con diều truyền thống nữa và con diều sáo nữa các bạn ơi. Mà ngày hôm nay mình sẽ làm một con diều ma nha các bạn. Đó, nghe chữ ma là các bạn sợ chưa? Thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định làm một con diều ma siêu to khổng lồ để cho nó cổng được camera, nó bay lên trời, nó quay phim cho bạn xem cho bạn được. Thì dụng cụ mình cần làm ngày hôm nay là bạn thấy không? Trên tay mình là mới mua tấm bạc về máy tinh luôn nè. Dạ, đây là mấy cái tre nha, để hồi mình làm đó. Đó, nhưng mà nói thì dễ thôi, nhưng mà làm thì mình nghĩ rất là khó nha bạn. Tại vì con diều nó bay đã khó rồi, mà thêm cái cổng camera của mình nó lại rất là nặng luôn. Thì nó để cái độ mà nó đầm mà nó cổng được camera rất là khó luôn nha. Trước khi vào video mới thì mình cũng mong các bạn hãy nhấn like nhiều nhiều nha bạn, để làm động lực mình nha. Đó, bây giờ mình sẽ giới thiệu bằng cách chi tiết để mình làm con diều ma luôn nha. Thì mình làm con diều ma hơi bự cho nên đó là mình nghĩ là lấy mấy tấm bạc mỏng mỏng như thế này là đó, mình cũng có nhưng mình sợ nó chịu nổi bay lên trời các bạn, cái độ gió nó mạnh lắm nó tét nha, cho nên mình đã đi mua một cái tấm bạc khá là dày luôn nè bạn thấy không, cái tấm bạc này là nó cổng mình nổi luôn, chứ đừng nói mà cái camera nhầm nhò gì. Thì cái này mình sẽ cắt làm đôi ra, nó sẽ bự nha bạn. Đó, cái này mà các bạn mua về làm mấy cái hồ cá cũng ngon lắm, giữ nước là ok luôn á. Rồi thì bây giờ trước tiên á, làm con diều ma thì mình phải cần làm một cái mô hình trước nha bạn, rồi sau đó mình sẽ dốt ghe này kia để mình làm theo nó nha. Bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt này ra đi. Đó, thì mình đã cắt một cái tấm bạc này ra làm đôi nha bạn, mà nó khá là dài luôn nha, cho nên mình không cần sử dụng hết nha. Cái này thì nó quá dài rồi, thì bây giờ mình sẽ dùng một khúc thôi. Thì để đầu tiên muốn vẽ được cái hình của con ma thì các bạn phải chia ra làm tâm điểm ở giữa nha. Ở đây là cái giữa nè, thì mình sẽ vẽ một cái đầu trước. Đó, mà mình thì hơi khó nha bạn, tại vì cái này là thường thường thợ may người ta có cái thước này kia, ta đo cái cách ta đo giống cái may áo rồi bạn. Còn mình thì tay ngang chắc thôi, giờ mình chơi kiểu này quá. Đó, mình làm kiểu này nè. Đó, rồi bây giờ là mình có mình ai lấy cái mẫu cho mình, thì mình sẽ lấy cái tâm điểm kiểu này, mình vẽ một cái đầu nè, hai cái tay ngang giống vậy các bạn. Rồi mình sẽ cắt nha, ok luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ mô hình chứ sơn nha, lên hình cho bạn xem nha. Đây là một cái tâm điểm nè, đó. Thì con ma nó phải có một cái đầu nha, đó. Đây là cái phần đầu của con ma đây, ghê không? Đó, cái đầu đi. Rồi, sau đó thì cái này nó sẽ dài ra cái phần tay nha, đó. Ok. Rồi, thì cái này các bạn phải đo nha. Cái này xuống đây nhiêu nè, đó, chúng ta phải đo cái phần này nè. Xuống đây là bao nhiêu? 39 phân, thì đây phải 39 phân nha các bạn. Để một hồi nó con ma nó bay dặn nó lạng không có mặt luôn á. Ok. Rồi, cái phần này các bạn cho lên đây nè. Đó, xong, ra hình của con ma. Còn cái khúc này là các bạn tùy ý nha, mình nếu mình cho dài thì nó sẽ dài, còn nó ngắn thì sẽ ngắn. Rồi cái phần này chắc mình khoảng cho khoảng độ 1m2 đi, cỡ mình được rồi, mình cỡ 1m8 rồi các bạn, nhưng mà mình cho con này 1m2 thôi. Nói giỡn bạn ơi, mình có 1m6 à. Rồi, cho 1m2 đây nha, ok, cho 1m2 nha bạn. Rồi, thì như vậy là mình sẽ cắt toàn bộ khung mình ra, xong mình sẽ chuốt cái này để lên nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt nha các bạn. Thì cái phần này là 1m2 tới đây nha, tới đây, mà cái phần dưới đây mình làm dư ra giống như mình làm chân cẳng nó nha bạn. Còn bạn coi là cái anh bán đồ có tâm ghê không, cắt nè, cái đường không lấy thước gạch nên cắt méo xẹo nè, nhưng gắn luôn á, biết hồi sao nó bay nữa nè. Rồi giờ sẽ cắt ra, xong mình sẽ làm cái nan tre cho nó nha, cái sườn đó mà. Rồi thì bây giờ mình sẽ cắt tới cái phần đầu nha, mà cái mũ thì công nhận nó chắc thiệt các bạn ơi, nó dẻo nhẹo luôn á, mình cắt không đứt luôn, nó bén dữ lắm, cắt mấy đứa còn ấy là nó sẽ không đứt được nha. Đó, thì sau khi mình cắt đã ra hình một cái con ma khá là siêu to khổng lồ nha các bạn. Nhưng mà các bạn biết sao, cái mũ này là nó không được giống không nha. Thay vì cái mũ kia, nhưng mà cái mũ kia thì nó mỏng với lại nó nhỏ quá, nó không có làm khổng lồ được. Cho nên mình sẽ mua cái mũ này mà cái màu nó hơi đục đục nha bạn, nó trong hơn cái mũ kia, còn mũ kia đục thì giống hơn. Rồi thì giờ mình sẽ chuốt mấy cái nan tre nè, mình sẽ làm đây một cây nha bạn. Đó, đây một cây nè, ngay chỗ cái cánh tay này phải có một cây nha. Rồi ở dưới đây hãm một cây nữa cũng được, để cho nó giữ cái sườn này lại. Đó các bạn ơi, thì sau hồi mình đã chuốt và mình đã cột xong một cái thân diều như bạn, đây là cái sườn của nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ráp vô nha. Đó, các bạn ráp thì các bạn phải để ngay cái tim giữa cái chỗ đầu này nè.
Dạ dưới đây mình có làm dấu một cái tim giữa đây các bạn để ngay nha, đó. Rồi canh cho nó đều lại. Ok. Rồi cái phần sau cùng nữa thì mình sẽ dùng cái băng keo trong các bạn, mình sẽ dán toàn bộ mấy cái đường này lại nè. Là nó sẽ kết nối dính cái nhát là xong nha. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Mình đã làm xong con diều nha các bạn. Mà quên mấy anh em của mình làm à. Thì đáng lẽ mình định thả ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua thì tem mình đi học hết trơn, cho nên mình không có thời gian thả nha. Thì ngày hôm nay sẵn có những tem này nè, ở xa lại nè, mình sẽ tốn tài con diều của mình nó thể bay cao như thế nào nha. Thì nếu mà nó bay cao được, mình sẽ gắn camera lên nó quay công viên ở quê mình cho bạn xem. Đó, thì cái lưng nè, ở hôm qua cái lưng của bạn mình sẽ cột dây á, mà cột dây nó cong lại làm cái giấy này, cái mũ này nó không thẳng, cho nên mình tháo ra mình đã dán lại, bạn thấy không? Quá là đẹp mắt luôn nè. Thì không biết gì thì bay không nha. Bây giờ mình sẽ gắn camera vô. Ê anh Tê ơi. Hả? Con diều này em nghĩ gắn camera không nổi đâu anh Tê ơi. Sao không nổi? Em nhìn diều này gắn camera vô là nhủi đầu luôn á Tê. Thôi thì bây giờ là bo nó vậy mình sẽ thả chứ bây. Không khoan, để mình thả nó bay được không? Thì gắn camera đúng không? Đây đi. Thả nó bay không được sao? Đó. Vô. Giờ thì em cầm ra nha. Hồi hộp các bạn ơi, thả nè nha. Thả. Bay không? Bay. Thôi bay được, bay được, bay được. Mình lấy, lấy, không cần chạy. Thì có chạy không? Thả dây ra, thả dây ra. Ok, như vậy là con diều mình có điển trọng nha bạn. Có con mao, đứa cho con mao không? Con diều này là do cái giấy này á bạn, nó không có được màu trắng bạc cho nên không được giống ma mấy nha. Chứ mà cái tấm mũ mà nó trắng là trắng đục quá các bạn, trắng sữa là nó giống người, người ma hơn. Con này nó giống gì á, ma cà rồng cái gì á. Con ma này giống thiệt nhưng mà nó hơi bị mập nha mấy đứa. Hai cái chân, hai cái tay nó quay đã không? Mắc cười không? Sao ngày hôm nay thấy là gì ông Tư làm đạt không? Đạt đó các bạn thấy không? Nào mấy đứa thấy con ma này con đi mà mấy anh em mình đi thấy con ma này hết hồn luôn thấy không? Đó thả không? Khoan để bây giờ là Tư hạ xuống gắn camera cho bạn xem. Hạ xuống gắn camera anh Tư. Đúng rồi, mà không biết diều này nó gắn camera nó bay nổi không nha bạn. Bây giờ mấy anh em mình sẽ thử nha. Cô Bo ơi, cô Bo em lấy dây em nói vô đi, gọi anh Tư sẽ hạ diều xuống gắn camera vô. Em hạ, em nói dây vô đi, gọi tụi em hạ dây xuống đi. Cầm dây chặt nha, để nó vụt nó bay là mất camera con Tư luôn á. Em đừng có nói xui chứ, con diều con Tư là bay là chắc chắn là ngon luôn đó, bạn thấy không? Trời ơi, cái con ma đủ nu rồi các bạn ơi. Rồi, phát diễn đưa camera cho phát diễn. Bây giờ mình sẽ gắn camera vô nha bạn. Đó, bạn này sẽ phăng xuống, mình sẽ qua gắn camera vô. Hy vọng chiếc này mình chế nó sẽ kéo được camera lên nha bạn. Lần trước thất bại hai con rồi. Mà cái ra mình nặng quá, cái máy của mình nặng biết con diều nó kéo nổi không nha. Ôi nó bay đã rồi mấy đứa ơi. Diều này nó bay. Ê mọi người cầm dây đằng đằng sau mọi người, vượt tay cái là tao con đó. Em kéo lui về đây chút đi. Thì con diều mình làm bay là mình rất mừng nha các bạn. Mà không biết là nó, cái mục tiêu của mình là nó bay một phần thôi, một phần nó sẽ kéo được camera mình mới mừng nha. Tại vì hai lần trước là mình chế thất bại rồi. Hả? Này nặng cái chắc kéo camera nổi. Nổi không? Thấy em nổi không? Chắc nổi. Thì anh Tư cũng hy vọng nó như cái lời mà anh Tư nói, nó kéo nổi là anh Tư mừng lắm. Tại vì trước anh Tư đã từng chế hai con thất bại rồi. Ok, hỏi nó biết cái lời thì ghê luôn hả, đá xuống luôn hả? Rồi thì hồi trước là mình gắn camera là ở cái thằng trước nha bạn. Với lại là sau cùng gắn khúc đuôi, còn bây giờ mình sẽ quyết định mình gắn ngay giữa luôn, đúng không? Quá ghê gớm. Ngay giữa nó sẽ đồng hơn đúng không? Ngay giữa đi anh Tư. Ok. Thì em hạ điều lật xuống lật cái kiểu kia ra. Ừ đúng rồi. Gắn đèn anh Tư. Bây giờ mình sẽ gắn ngay đây nha các bạn, đúng không? Ừ, đúng rồi. Rồi bây giờ tụi em hỗ trợ cho Tư em tháo camera ra đây. Hy vọng diều anh Tư bay lên camera, có camera mong là đẹp nha mọi người. Đúng rồi, nó bay nó quay xuống coi đã ha. Đúng rồi. Rồi giờ mình sẽ dán băng keo lại nha các bạn, mình sử dụng băng keo mình sẽ dán lại nha. Đừng có dán cái màn hình được rồi mình dán mình không nha, nó cứ vịn phụ. Dán này nè anh Tư. Không, cái này không sao. Ừ, đó, em dịnh đi. Ừ, cái khéo, nhìn. Khéo cắt rồi. Mọi người chuẩn bị được thưởng cảm giác trên con diều. Bay một trời đúng không? Đúng rồi. Rồi các bạn ơi, thì sau hồi mình đã cột camera quay hướng lên nha các bạn. Đó, thì đây là lần thứ 3 mình làm cho con diều này nó gắn camera bay nha. Thì hy vọng lần này sẽ thành công để mình không chế nữa nha. Rồi,
để không phụ lòng các bạn chờ đợi hôm nay rồi. Mấy đứa cầm đàng hoàng nha, lấy trớn chạy nha, tại vì cái này biết sao không, mấy đứa phải cần cái lực mạnh gió lên cao mới được. Nắm hết dây luôn, lẹ lên. Tụi em cầm dây thả dày lại đi, cầm dây dày đó hả. Thôi chạy lên 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 rồi lên rồi, chạy lẹ lên. Lên 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 rồi lên rồi, chạy lẹ lên. Thôi chạy dễ nha, chạy nha. Rồi thả dây ra, thả dây ra. Rồi nó bay rồi, coi thả dây ra. Để tôi đừng buông mạnh nha, nó bắt kia. Ôi, 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 kéo về kia, kéo về kia. Đi về kia. Đi về kia. Trời trời, nó quay con ra mà bay, từ từ nha, đó. Cổng lỡ rồi. Ôi, em nuôi về bên kia kìa, để nó bay đột vô đây, đi về cái hướng của mình á. Như vậy là con nhiều này nó cổng đổi camera các bạn ơi, nhưng hơi đảo nha. Quay quay quay, đi về hướng của mình đó, con đi về dưới đó để con nhiều đó camera của tôi nha. Đó quá đã nè các bạn ơi, thành công rồi, yeah. Bạn coi nè, nó gắn camera nó bay nó đảo như cái máy luôn nha bạn, chứ không có được im nha. Rồi như vậy đã đáp xuống đột vừa các bạn ơi. Đó các bạn ơi, thì mình đã thả con gì mà nó bay được rồi nha, nhưng mà vẫn chưa đảo, bây giờ mình sẽ muốn thả một lần nữa nha bạn. Giờ chiều tối rồi. Rồi, thả nào đi ơi, thả lên. Thả lên, lên. Đó. Ủa sao vậy? Thả dây ra. Rồi đừng có thả dây nha, chạy rồi nó bay rồi đó. Đó. Chạy đây quay bạn ơi, chạy đây luôn. Rồi đừng có thả dây nữa cô bơi, vậy vừa cô bơi. Thả dây nó qua được vừa đó, vậy được đó, cột chặt rồi đi. Quá im rồi các bạn ơi. Chuyến này con diều này là không làm mình thất vọng nha, quá đã lắm rồi. Rồi nó quay camera mình không biết quay hướng gì cho bạn coi luôn, nó quay kìa như cái trong trống luôn. Thì gió này dạng như mà không được im nha, nếu mà im mình thả dây cao thật cao cho bạn xem, đúng rồi đó, gió này dạng như bị đảo á. Đúng rồi, lúc nhẹ lúc mạnh á. Tự tự nhiều khi đang gió mạnh tự thổi tắt gió luôn. Đúng rồi, nhưng mà con diều mình lên cao nó vẫn đầm nha, thấy không mấy đó. Quá đã ha. Ôi im rồi đó ơi, đã thiệt chứ. Đẹp quá, chân lùn á. Hả? Chân lùn. Mà thì thấy cái chân đó, con diều này giống như mà người ta bị béo phì á, con ma bị mập phải không? Tại con ma đi hù liếc. Ừ, con ma này nó bị béo phì các bạn, nó bay không nổi, con nó mập nó lắc à. Ôi ơi. Ôi ơi 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 ơi. Trời đó trời, hả diều mày, đứng tự đặng, đứng tự đặng thả con dây ra. Tụi em đi lui về dưới đại, lui về dưới đại đi. Cái để nó đám đột vừa nữa à. Ôi, 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 ôi. Hả? Đúng rồi, cái giường nó không được chắc, nhưng mà dễ thì gãi em, cái giường này khó gãi lắm. Cái gió này ba hồi mạnh ba hồi yếu hả, mạnh là con diều mình nó đảo, con diều mình nó cần gió đầm nha các bạn. Đó, gió đầm là nó im lại nè, thấy không, im gió là nó sẽ đảo lại. Thấy chưa? Còn phải gió nhiều là nó sẽ đảo đó, thấy không? Im gió là nó sẽ lên cao nè, thấy không? Đó. Cái lúc im gió là mình lấy cảnh đẹp luôn á. Mình quay camera như vậy lấy cam á, im luôn á đó, thấy không?
là sợ luôn. Ủa còn cái cây ngốc em có thấy không? Ok. Ở quán dây lại cô ơi. Tụi em rút dây cho cô quán lại đi. Ồ giờ này cũng nhiều mình đó bạn thấy không? Nó càng im gió nó càng đà, bay cao nè, mấy đứa thấy không mấy đứa? Để tới tối luôn anh Tư. Đúng rồi, tối là quay cảnh đêm cho bạn coi luôn phải không? Mấy anh em mình quấn vắng vắng rồi thôi về dưới ngồi chơi. Thu vô đi boy. Còn mấy anh em về dưới luôn, cầm đầu dưới đi. Ok các bạn ơi, giờ thì trời cũng đã tối bạn ơi, giờ mấy anh em mình sẽ quấn dây vô nha bạn. Ai phụ cái phăng vô? Hả? Cởi áo rồi hả? Đúng rồi, em phăng vô đi. Mặt trời sắp lặn rồi, mấy anh em mình sẽ kéo diều vô nha bạn. Tối rồi. Trời ơi, kéo vô nè con. Trời ơi, tao nhìn rõ trên xe mày. Quấn dây vô đi mấy đứa ơi, quấn dây vô đi. Nghỉ. Tối. Đây nó cơ hữu sức với con này coi. Xem nó nghe một cái. Ủa nó bay thấy lấy cảnh cò dính vô đó luôn nè. Nè. Thấy vô đó rồi thấy cò. Đó các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đem con diều vô nha bạn. Thì ngày hôm nay là cái điều mình tâm đắc nhất là mình đã thả con diều. Và như lời đã hứa thì mình đã gắn được cái cây cam này nè. Ờ, cái gu đầu chính này nó bay lên trời cho bạn xem này nha. Đó thì quê hương của mình là nó cũng không có gì đẹp, bạn anh chỉ có dừa này kia không à. Thì nếu mà các bạn nào muốn mình thả xa nữa thì mình sẽ đợi dịp khác nha, khi im gió mình sẽ thả nha bạn. Thả lại một lần nữa đúng cho bạn xem đúng không? Ngày nay anh thấy diều anh ngon của bò. Qua đảo luôn rồi. Thì lần này là mình cũng không ngờ nó thành công như vậy nha. Cái này mình phải chế bự cái nữa, gió mạnh nó là lo người luôn á. Ok, thôi thì ngày nay mình cũng đi chung một cái tiểu đoàn 507 các bạn, rất là vui luôn nè. Thì mấy anh em mình sẽ hẹn dịp khác để mình làm gì mình thả tiếp nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn, bye bye.